Hi, chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo trên cái kênh YouTube của tôi. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh để là cái người luôn luôn ủng hộ và đồng hành với Tuấn trong suốt cái quá trình chia sẻ. Ở video này tôi xin phép được chia sẻ với bạn một trong những cái chuỗi video nói về xanh Nam Điền. Đây là video mang tên là Nam Điền 04. Tôi đang để một cái siêu nước cho các bạn cùng so sánh. Đây là gốc Nam Điền, mình cảm thấy rằng nó khá là đẹp và ấn tượng đối với mình. Cái Nam Điền thì chúng ta nuôi vào, chúng ta cắt ấy. Cắt thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các mắt nó nảy ra ở nhiều các vị trí khác nhau, đúng không nào? Đây là cái phần bệ thì có những cái rễ non và cũng được xử lý khá là cẩn thận và triệt để từ lúc cắt phôi. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái vết sẹo rất là lớn nằm ở cái vùng thân đế. Đây là vị trí ở mặt bên, thì mình sẽ xoay cho các bạn để các bạn ngắm được cái đa chiều với cái thân Nam Điền này. Góc này khoảng 90 độ ở mặt bên. Ở trên mặt chậu thì chúng ta thấy nhiều những cái viên nó nhỏ nhỏ thế kia. Nó là phân, không nhầm thì đó là phân rơi các bạn nhé. Phân rơi. Mình nghĩ rằng là đây là những cái video mà những anh em nào mà thích Nam Điền, mình nghĩ rằng là nó là một cái video để chúng ta trải nghiệm, xem và cùng ngắm. Các bạn nhìn thấy cái da và cái thân bệ nó rất là khủng khiếp, đúng không nào? Đây là phần ngọn. Chưa đây một phút nữa thì cái video này sẽ dừng lại và tôi sẽ chuyển sang một cái video tiếp theo. Những cái video về mỗi một cái cây này thì sẽ là một cái video. Cho nên là các bạn cũng kiên nhẫn, tôi sẽ chia sẻ hết cho các bạn những cái gốc Nam Điền đẹp nữa để chúng ta cùng ngắm và chiêm nghiệm nó. Tôi rất là cảm ơn các bạn, biết ơn các bạn đã dành thời gian để ngồi xem tôi chia sẻ. Thì tôi hy vọng là các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng mà đập bấm và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn, để đồng hành cùng Tuấn trong suốt thời gian vừa qua và sắp tới. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đây là cái Nam Điền thứ 04. Chào các bạn.